Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 29. Trong những ngày đầu tháng 8, cuộc giành giật giữa hai bên trên chiến trường vẫn diễn ra gay go và ác liệt. Kế hoạch 3 tháng của Mỹ Ngụy nhằm chiếm lại những vùng đã mất, nói chung vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, ở nhiều nơi, nhất là ở đồng bằng, Mỹ Ngụy mất thêm dân, thêm đất. Ở các đô thị, chính quyền Sài Gòn phải có những biện pháp trắng trợn hơn trong việc đàn áp các nhóm đối lập và phong trào đô thị. Tuy vậy, Mỹ Ngụy vẫn hết sức cố gắng chiếm lại thị xã Quảng Trị và thúc đẩy Bình Định. Ở miền Bắc, mức đánh phá của Mỹ vẫn ác liệt, liên tiếp oanh tạc vào các khu đông dân ở hơn 20 tỉnh và thành phố, kể cả Hà Nội và Hải Phòng. Mỹ tăng phi vụ B-52 quanh Đồng Hới và Vĩnh Linh, đánh một số đê trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 8 ở Thái Bình, Nghệ An và Quảng Bình. Mỹ tiếp tục đe dọa ném bom phong tỏa miền Bắc và đe dọa dùng B-52 rộng rãi hơn trên miền Bắc. Mặt khác, Mỹ tiếp tục chống đỡ với sự lên án của ta và dư luận rộng rãi về việc ném bom giết hại thường dân, phá đê đập trong mùa lũ, gây nạn lụt, đồng thời phản kích lại vu cáo ta tàn sát ở miền Nam. Dư luận ngày càng nói nhiều đến thất bại của Mỹ trong việc ném bom và phong tỏa, không ngăn chặn được viện trợ từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam, không ngăn chặn được việc tấn công của Việt Cộng ở miền Nam, mặc dù tháng 5 năm 1972, Mỹ đã sử dụng một số lượng bom đạn hàng tháng cao hơn tháng cao nhất dưới thời Johnson. Tại Mỹ và trên thế giới cũng lên án mạnh mẽ việc Mỹ ném bom tàn sát thường dân. Một số chính giới có tên tuổi ở Mỹ lên tiếng tố cáo chính sách của Nixon làm tổn thương đến đạo lý và danh dự của nước Mỹ. Họ cũng công kích Nixon lấy bom đạn và tàn phá làm biện pháp giải quyết chiến tranh, nhưng biện pháp đó không đạt được kết quả. Một bộ phận dư luận cũng cho rằng Nixon tiếp tục ném bom và phong tỏa miền Bắc để tiếp tục duy trì chế độ Thiệu ở Sài Gòn. Thượng nghị sĩ Mỹ trong vòng 10 ngày đã hai lần bỏ phiếu với đa số đòi rút toàn bộ quân Mỹ trong vòng 4 tháng với điều kiện duy nhất là tù binh được thả. Tuy đa số trong Hạ viện đã bác bỏ những dư luận cho rằng thái độ của Thượng viện phản ánh chiều hướng chung của công chúng Mỹ đòi sớm và dứt khoát chấm dứt dính líu của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Vì 4 năm nay, Nixon đã nói đến kế hoạch bí mật chấm dứt chiến tranh, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng một bộ phận của dư luận vẫn tin luận điệu của Nixon rằng thời gian tới là thuận lợi nhất để thương lượng có kết quả, vì Nixon muốn giữ lời hứa để được tái cử, vì Việt Nam có khó khăn do sức ép của Liên Xô và Trung Quốc. Qua thăm dò dư luận về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, Thượng nghị sĩ McGovern còn thua kém hơn Nixon. Dư luận cũng tỏ ra bi quan về tình hình thương lượng giữa hai bên ở Paris. Thiệu vẫn tuyên bố rất gay gắt, kiên quyết chống Cộng, gạt mọi ý kiến cho rằng Cộng sản tham gia vào chính quyền, kêu gọi Mỹ không ngừng bắn tại chỗ và tiếp tục ném bom miền Bắc. Trước tình hình đó, dư luận cho Thiệu lo ngại có thể đi đến thỏa thuận về một giải pháp bất lợi cho Thiệu. Trên thế giới, ngày 10 tháng 8 năm 1972, Hội nghị các nước không liên kết ở Georgetown công nhận chính phủ cách mạng lâm thời là thành viên chính thức của phong trào. Tóm lại, tình hình có thuận lợi cho ta, nhưng cũng chưa cấp bách cho Nixon, nhất là trên chiến trường và cuộc bầu cử, cũng chưa đến điểm cao. Chúng ta cho rằng, sau Đại hội Đảng Cộng Hòa, tùy tình hình chiến trường và bầu cử ở Mỹ, Nixon mới đi vào thương lượng
đi vào giải quyết hay không. Trước cuộc gặp riêng lần thứ 16 tại Paris, ngày 5 tháng 8 năm 1972, Mỹ gửi công hàm cho ta đòi đưa tin về cuộc gặp riêng sắp tới xem như một điều kiện cho cuộc gặp đó. Công hàm viết, phía Hoa Kỳ không có lựa chọn nào khác hơn là công bố việc gặp riêng khi cuộc gặp đang diễn ra. Tùy phía Bắc Việt Nam quyết định liệu có muốn tiếp tục các cuộc gặp riêng trên cơ sở đó hay không. Công hàm ngày 9 tháng 8 của ta trả lời cho Mỹ như sau. Rõ ràng, phía Hoa Kỳ chỉ chú ý đến việc đưa tin về các cuộc gặp riêng nhằm mục đích tuyên truyền, chứ không chú ý đem lại kết quả cho đàm phán. Mặc dù vậy, cuộc họp ngày 14 tháng 8 vẫn diễn ra. Bước vào cuộc họp, Kissinger đã đặt vấn đề đưa tin với lý do lần này ông vắng mặt lâu, chiều nay phải đi Thụy Sĩ về việc gia đình, ngày mai phải đi Sài Gòn để thăm dò sâu về chính trị. Nhưng không làm thay đổi được ý kiến của Lê Đức Thọ và Xuân Thủy về vấn đề này. Hôm ấy, Kissinger trao cho ta ba văn kiện. Tuyên bố về chính sách của Mỹ, một đề nghị mới 10 điểm và văn bản về cách thương lượng. Thực ra là để trả lời các văn kiện tương tự của ta đã đưa hôm 1 tháng 8. Trình bày kế hoạch mới, Kissinger vẫn dùng những lời lẽ ngọt ngào hấp dẫn rằng ông ta đã xem lại từng điểm một trong đề nghị của hai bên và viết lại theo danh từ mà ông tin là hai bên có thể chấp nhận được. Trừ vấn đề chính trị còn để chống, sẽ bổ sung sau. Ông nhấn mạnh rằng, vấn đề chính trị là trung tâm của các vấn đề đặt ra cho hai bên và nhiệm vụ của hai bên là cùng nhau vượt qua trở ngại đó thông qua một giải pháp phù hợp với những nguyên tắc sâu sắc hai bên. Ông ta nói tiếp, Hoa Kỳ đã làm hết sức để đáp ứng những mối quan tâm hợp lý của Việt Nam, nhưng đến nửa đầu tháng 9, sau khi đi Sài Gòn về, mới đáp ứng các đề nghị chính trị của Việt Nam một cách chi tiết. Trước khi đi vào giới thiệu 10 điểm, Kissinger trao cho Lê Đức Thọ bản tuyên bố về chính sách Mỹ gần giống như ông đã nói hôm 19 tháng 7, nhưng lại bỏ lại hai điều về việc Hoa Kỳ không đòi có một chính phủ thân Mỹ ở miền Nam và điểm nói về Đông Nam Á. Trong đề nghị 10 điểm mới, Mỹ chỉ nêu vấn đề quân sự nhưng để chống thời hạn rút quân. Khi được hỏi, Kissinger nói, tôi cho đó không phải là vấn đề phức tạp, rồi nói thêm, có thể là ngắn hơn 4 tháng và dài hơn 1 tháng. Xuân Thủy châm biếm, trước ông nói 4 tháng, còn bây giờ là 3 tháng 29 ngày chứ gì? Thực ra, 10 điểm này chỉ là việc sắp xếp lại các đề nghị ngày 1 tháng 8 của Việt Nam và của Mỹ theo thứ tự của bản Việt Nam. Có chỗ lấy hẳn ý kiến của Việt Nam làm ra vẻ đáp ứng yêu cầu của ta và hai bên đã thỏa thuận được nhiều vấn đề lớn, nhưng cũng có điểm thụt lùi hơn đề nghị trước của họ. Kết thúc bản trình bày, Kissinger nêu ra các lĩnh vực mà theo ông hai bên đã đồng ý với nhau về thực chất. Việc rút toàn bộ quân Mỹ và quân đồng minh, việc thống nhất Việt Nam do Nam và Bắc Việt Nam quyết định, việc tôn trọng Hiệp định Geneva 1954 và 1962. Đông Dương là một khu vực hòa bình, độc lập, trung lập. Một cuộc ngừng bắn tại chỗ có giám sát quốc tế và kiểm soát quốc tế và bảo đảm quốc tế ở trong vùng. Còn những sự khác nhau giữa hai bên là thời hạn rút quân và đồng minh, nhưng vấn đề này không phải là không giải quyết được. Vấn đề viện trợ quân sự cho chính phủ Việt Nam, các vấn đề chính trị, lần sau ông ta sẽ trả lời. Còn vấn đề tái thiết, Hoa Kỳ không cam kết bồi thường nhưng sẵn sàng đi vào một sự hiểu biết, sẽ có một chương trình tái thiết toàn Đông Dương. Về cách thương lượng, Kissinger đề nghị, sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thỏa thuận một vấn đề thì chuyển ngay vấn đề đó cho diễn đàn khác. Mỹ còn đòi lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam sẽ do diễn đàn ba bên ở Việt Nam giải quyết. Cuối cùng, ông ta đưa ra một nhận xét mà ông cho là quan trọng
rằng phía Việt Nam có hai cách đề cập khác nhau ở gặp riêng và ở diễn đàn công khai. Ở hội nghị Kulenberg, phía Việt Nam tạo ra một cảm tưởng rằng hai bên đã đi vào chỗ bế tắc hoàn toàn nhằm tăng cường sức ép ở Mỹ để chống lại Nixon. Trong khi ở gặp riêng, Việt Nam lại hy vọng Hoa Kỳ nhân nhượng ở mức tối đa và không muốn tiết lộ điều này ra ngoài mặc dù có tiến bộ đáng kể ở đây. Trong khi phát biểu, Lê Đức Thọ hỏi Kissinger về tình hình chính trị ở miền Nam trước khi ông đi Sài Gòn. Lúc đầu ông ta không muốn nói, nhưng Lê Đức Thọ hỏi lại thì trả lời. Tôi thừa nhận, thực tế là có hai quân đội và một trong hai quân đội đó là lực lượng của các ông. Còn lực lượng thứ ba tôi công nhận là có, nhưng không đặt ngang hàng với hai lực lượng chính kia. Có hai rưỡi. Lê Đức Thọ liền nắm ngay vấn đề này đòi lập chính phủ hòa hợp ba thành phần. Sau đó, ông Thọ phê phán khá dài nhiều điều Kissinger đã nêu ra. Bắt đầu ông nói ngay rằng hai bên mới gặp riêng có hai buổi mới tỏ ra thiện chí, chứ chưa có kết quả gì về cơ bản hay tiến bộ đáng kể như Kissinger nói. So sánh lập trường của hai bên còn nhiều điểm khác xa nhau. Vấn đề then chốt là vấn đề chính trị thì hai bên còn xa nhau lắm. Lê Đức Thọ nói, các ông thừa nhận thực tế ở miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai lực lượng vũ trang, ba lực lượng chính trị mà lại gạt chính phủ cách mạng lâm thời ra ngoài. Đề nghị của các ông là trái với chính nguyên tắc các ông đề ra hôm 19 tháng 7. Nguyên tắc các ông đề ra so với nguyên tắc của chúng tôi chỉ giống nhau về câu chữ, còn cơ bản khác nhau. Các ông muốn duy trì chính quyền Sài Gòn, còn chúng tôi muốn có một chính quyền mới. Về vấn đề quân sự, hôm nay ông lại đưa việc thảo luận vấn đề quân miền Bắc vào diễn đàn tay ba. Rõ ràng các ông hàm ý đòi quân miền Bắc rút khỏi miền Nam là điều trái với tinh thần, chính trị và pháp lý mà chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Ngoài ra, còn những vấn đề như thả tù binh, ngừng bắn toàn Đông Dương, viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn, thay thế vũ khí, trách nhiệm của Mỹ trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh. Còn nhiều ý kiến khác nhau. Lê Đức Thọ cũng nêu ra ý đồ của Mỹ trong việc vạch ra hai bước đàm phán là để duy trì chế độ độc tài phát xít ở miền Nam. Trong điều kiện chính quyền đó tồn tại với đầy đủ bộ máy kìm kẹp trong tay thì cái gọi là cơ quan độc lập để bầu cử và vấn đề tự do dân chủ mà Kissinger nêu ra không có nghĩa lý gì. Ông Thọ nhấn mạnh, như vậy thì làm sao bảo đảm quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam được? Và kết luận, Hoa Kỳ không thể dùng đàm phán làm một việc mà lực lượng quân sự khổng lồ của Mỹ 10 năm qua đã không làm được. Kissinger tỏ vẻ thất vọng sau khi nghe Lê Đức Thọ và nói, Hoa Kỳ đã có những cố gắng lớn, nhưng theo lời phát biểu của cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ thì chúng ta chưa đồng ý được vấn đề gì cả. Sau này ông thừa nhận Lê Đức Thọ đã đưa ra nhiều đề nghị khá nghiêm túc và chúng ta, tức Mỹ, còn có cơ may để ký kết một nền hòa bình trong danh dự. Nhưng Hà Nội cũng chưa đi quá xa để sau này không thể trở lại đòi hỏi cũ của họ. Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn trang 1392, 1379, 1374, 1386. Mặt khác, ông ta than thở rằng kế hoạch của ông ta đã bị những đề nghị của Lê Đức Thọ làm cho trở nên lỗi thời vô hiệu. Thực tế là kế hoạch đó không bao giờ được thảo luận đến. Còn Tổng thống Nixon cũng cho rằng không có tiến bộ nào. Tất nhiên theo yêu cầu của Mỹ, chú thích của tác giả. Sự thất vọng do thất bại trong thương lượng mà Kissinger thực hiện có thể sẽ tai hại về chính trị. Điều mà chúng ta cần nhất là một kế hoạch cho phép chúng ta hoặc là ngừng cuộc thương lượng hoặc là làm cho nó có hứa hẹn nếu ta tiếp tục. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1375.
1387. Hôm đó, hai bên hẹn gặp lại nhau vào ngày 15 tháng 9 năm 1972. Không ai tỏ ra vội cả. Kết quả 2 tháng thăm dò. Đánh giá 3 cuộc gặp riêng tháng 7 và tháng 8, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy nhận định. Vừa qua, ta đã nhận định tình hình chung, thế ta và thế đối phương, tình hình Mỹ năm bầu cử, tình hình quốc tế và càng thấy trên mặt trận thương lượng, ta bước vào giai đoạn giải quyết khác với trước đây. Vì vậy, qua 3 lần gặp riêng vừa rồi, ta chủ trương đưa Mỹ đi dần vào thương lượng thực sự. Ta đi từng bước vừa thăm dò vừa tìm hiểu ý đồ của Mỹ, vừa xem họ mở con bài đến đâu thì ta cũng mở con bài đến đó. Nói chung thì ta xem họ đưa ra cái gì thì ta mới đưa ra con bài tương đương. Tuy nhiên ta cũng linh hoạt, không nhất thiết để họ đưa trước ta đưa sau. Mà có lúc ta cũng chủ động đưa trước để thăm dò họ, để đưa họ vào hướng của ta. Ta giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt về sách lược. Ta đưa ra con bài cao nhất, để rồi tùy tình hình, tùy phản ứng của Mỹ, đưa ra các con bài khác. Cuộc họp thứ nhất ngày 19 tháng 7 năm 1972, chủ trương của ta là thăm dò ý đồ của Mỹ, tỏ ra quyết tâm và thiện chí của ta, đồng thời nêu rõ quan điểm tổng quát về những vấn đề có tính chiến lược. Mặt khác, ta cũng chuẩn bị sẵn sàng những điểm cụ thể về nội dung giải pháp để sử dụng khi cần. Mỹ cũng chủ yếu thăm dò ta, tập trung vào tuyên bố về chính sách mà Mỹ gọi là những nhân tố cơ bản cho một giải pháp, nhằm tỏ ra thiện chí, muốn đi đến giải quyết vấn đề. Nhưng giải pháp cụ thể thì Mỹ vẫn giữ vững lập trường cũ, cơ bản như tuyên bố của Nixon ngày 8 tháng 5 năm 1972, có sửa đổi chút ít cộng với nguyên tắc chung chung về chính trị, lấy từ 8 điểm của Mỹ. Mỹ gọi đó là 5 điểm tháng 7 năm 1972. Mỹ dùng thủ đoạn đưa tin và còn đưa việc không bên nào đưa vấn đề gì mới ra diễn đàn công khai nhằm lừa bịp dư luận và ngăn ta không tấn công ngoại giao để tuyên truyền phục vụ cuộc vận động bầu cử của Nixon. Do đó, ta đã phê phán Mỹ ném bom và thả mìn miền Bắc, đòi Mỹ phải chấm dứt ném bom phong tỏa miền Bắc, phải tôn trọng lời cam kết tháng 10 năm 1968 của Mỹ. Ta phát biểu về chính sách chung của ta, giữ vững 7 điểm và 2 điểm nói thêm mà không đưa vấn đề gì mới về giải pháp hoặc cách thương lượng. Cuộc họp thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 1972. Trong cuộc gặp lần đầu, hai bên đã phát biểu về chính sách chung rồi. Lần gặp thứ hai này, hai bên đi vào nội dung của giải pháp. Và nếu hai bên đều giữ những điểm cũ, Mỹ 8 điểm, ta 7 điểm, thì sẽ là bế tắc. Vì vậy, cả hai đều chuẩn bị đi vào nội dung của giải pháp có sửa lại mềm dẻo chút ít, nhưng vẫn chưa có gì thay đổi cơ bản. Về phía ta, ta đã ghi nhận một số điểm về tuyên bố chính sách của Mỹ, đồng thời phê phán giải pháp của Mỹ đưa ra là không phù hợp với lời tuyên bố về chính sách đó. Ta chủ động đưa ra giải pháp 10 điểm và đề nghị về cách đàm phán. Trong đó, ta đưa ra con bài cao về giải pháp chính trị và thời hạn rút quân, về bồi thường chiến tranh, đồng thời mềm dẻo về thời gian thiệu từ chức. Ta tập trung đòi Mỹ thỏa thuận về vấn đề quân sự và cả vấn đề chính trị, về việc thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc gồm 3 thành phần như ta đã nêu ra, thì mới đồng ý mở ra diễn đàn nói chuyện giữa chính phủ cách mạng lâm thời với chính quyền Sài Gòn còn thiệu. Mặt khác, ta nhấn mạnh chỉ có thể có ngừng bắn sau khi ký hiệp định toàn bộ giữa 4 bên. Về phía Mỹ, họ cũng đưa ra 10 điểm cơ bản là tuyên bố ngày 8 tháng 5 cộng với 8 điểm của Mỹ. Đồng thời, Mỹ lấy một số câu chữ của ta đưa vào làm cho nó có vẻ là mềm dẻo nhân nhượng. Mục đích chính của Mỹ vẫn là duy trì chính quyền Sài Gòn, kéo dài quá trình chính trị ở miền Nam Việt Nam. Mặt khác,
Mỹ chỉ muốn giải quyết với miền Bắc về vấn đề quân sự và một số nguyên tắc về vấn đề chính trị ở miền Nam. Tuy Mỹ có nói đến tính độc lập của cơ quan bầu cử và thi hành điều 14C về tự do dân chủ của Hiệp định Geneva, nhưng quá trình chính trị sẽ diễn ra trong khuôn khổ hiến pháp của chính quyền Sài Gòn. Về cuộc họp thứ 3 ngày 14 tháng 8 năm 1972, sau cuộc họp thứ 2, ta rõ ràng ở thế chủ động tấn công, buộc Mỹ đi vào thảo luận chủ yếu vấn đề chính trị. Mỹ công nhận đề nghị của ta là xây dựng. Cho nên, trong cuộc họp thứ 3 này, ta vẫn giữ 10 điểm, vẫn giữ đề nghị cách đàm phán của ta. Trên thế chủ động tấn công, ta phê phán 12 điểm của Mỹ, tập trung về chính trị, đòi Mỹ phải thừa nhận ở miền Nam Việt Nam có hai quân đội, hai chính quyền, ba lực lượng chính trị, do đó phải thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần. Về phía Mỹ, họ cũng đưa ra phản đề nghị gồm ba văn kiện. Mỹ tỏ ra mềm dẻo về những vấn đề chi tiết, vấn đề phụ. Mỹ làm ra vẻ như hai bên đã thỏa thuận được nhiều vấn đề, nhưng chúng đặt kẻ đi xâm lược và người bị xâm lược ngang nhau, coi như có sự thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng chỗ yếu, chỗ ngoan cố nhất này của Mỹ chính là vấn đề chính trị miền Nam. Mỹ để điểm 4, chính trị, bỏ trống trong đề nghị 10 điểm của Mỹ và hứa sau khi đi Sài Gòn về sẽ trả lời ta cụ thể. Mặt khác, lại có thủ đoạn mánh lới trong đề nghị về cách đàm phán. Trong cuộc gặp thứ 3 này, cũng như các lần trước, hai bên còn đấu tranh gay gắt về vấn đề Mỹ ném bom thả mìn ở miền Bắc, về vấn đề Mỹ đưa tin và bình luận về gặp riêng. Ta đã phê phán Mỹ về việc lợi dụng đưa tin và đập lại những lời đe dọa của Mỹ. Tóm lại, trong ba cuộc gặp riêng đó, ta đã từng bước vững vàng chủ động tấn công, giữ nguyên tắc của ta và có sách lược mềm dẻo. Mỹ còn ngoan cố và lắm thủ đoạn mánh lới. Hai bên đều vào trận, vừa thăm dò nhau, vừa giữ miếng. Bên này đưa ra điểm này thì bên kia đưa ra điểm kia. Cả hai bên đều bảo vệ gay gắt những điểm mình đưa ra, nhưng cả hai bên đều đi dần tập trung vào vấn đề chính trị. Mời quý vị và các bạn theo dõi trong các chương trình tiếp theo của Win Win Việt Nam, phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.